trong Tiên Sa Media, thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn. Kính thưa quý vị, thời gian thấm khóc thôi đưa, khói lửa nhân gian thay đổi, lòng người cũng đổi thay theo thời gian và không gian. Tâm con người chuyển biến theo dòng sinh diệt, và nuôi dưỡng tâm hồn chính là chủ đề tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Đà Đạo cuối tuần ngày hôm nay. Và bây giờ tôi xin gửi đến quý vị bốn câu thơ tôi thật sự tâm đắc. Mới thoáng qua đã nửa đời mộng mị, đôi chân trần đã gửi lại phù vân. Ai cũng phải đến đi đôi lần, một lần sinh và một lần tử biệt. Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có nỗi khổ riêng nhất định, luôn hướng tâm hồn mình ra bên ngoài, đuổi theo với thời gian và tìm kiếm niềm vui trong chốc lát. Và niềm vui đó rồi cũng chóng tàn. Khi niềm vui tàn thì sự cô đơn nổi dậy, tâm hồn của chúng ta bị lạc nhịp. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta rằng hãy quay về với chính mình, nương tựa nơi mình và tìm an lạc nơi tâm hồn mình. Kính thưa quý vị, con người sống trên đời này nhằm mục đích gì? Chúng ta không hề. Chúng ta cũng có lúc hoang mang, cũng có lúc cô đơn. Đời người mỗi bước đi là một ván cờ, mà người bước đi ván cờ đó là ai? Chúng ta không hề hay biết. Vì không hề hay biết nên chúng ta hướng tâm hồn ra bên ngoài, đuổi theo những thứ ảo ảnh phù vân. Để hướng tâm hồn về với chính mình, mỗi người chúng ta hãy là một đóa hoa sen bọc giữa bùn lầy. Tâm chúng ta không bị bọc độc, tuy sống giữa dòng đời nhiều biến chuyển, nhưng chúng luôn nuôi dưỡng những hành động và cách chánh niệm hàng ngày. Chúng ta luôn nhớ về cội nguồn của tâm. Tâm là cội nguồn của mọi hành động, và tính cách là cội nguồn bình lặng của tâm. Nói đến đây, tôi nhớ đến trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy như thế này: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ các tàu. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hai hành động, khổ nạn bước theo sau như xe chân và béo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tàu. Nếu có tâm thanh tịnh nói lên hai hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Với hai câu kệ này, chúng ta luôn nhớ đến làm thế nào để nuôi dưỡng những ý niệm tốt đẹp hàng ngày, để trị liệu những vết thương trong quá khứ và bước vượt và bước vững hiện tại và đời sống trong tương lai. Nếu quý vị thực hành được như vậy, quả thật quý vị sẽ vượt qua được tình trạng bế tắc và tìm được điểm tựa an toàn cho chính mình và cho mọi người xung quanh. Cũng như vậy, mỗi người chúng ta hãy là một đóa hoa sen tỏa ra hương sắc màu nhiệm cho cuộc đời, và đi đến đâu cũng đều được gọi ác. Các vị có biết không, chính các vị là một cánh hoa từ bi, là một chiếc lá, là một chiếc lá bồ đề của cuộc đời mình. Vậy nên các vị hãy luôn thực hiện chánh niệm hàng ngày, tôi tin chắc quý vị sẽ được bình an và may mắn. Chúc quý vị hạnh phúc.